Bắc Dục huyện Ngọc Hồi đến với hội thi Cổng Chiêng Xoang lần thứ nhất năm 2022 gồm 4 phần thi: trình diễn cổng chiêng xoang, bài nhân non kem, dịp nghĩa, gìn giữ sức khỏe. 2. Trình diễn nhạc cụ đệm cổng chiêng xoang, bài trọa công tang, dịp nghĩa mùa dọn rẫy. 3. Hát bài dân ca tam rai, dịp nghĩa dệt vải, trích đoạn lễ hội cha chắc, dịp nghĩa lễ ăn than. Sau đây là phần thi của đội xin phép được bắt đầu. Thank you.
liên tục. Chúng ta sẽ đến với phần thi trình diễn nhạc cụ đẹp cồng chiêng với bài Trọa Công Tang, có nghĩa mùa dọn rẫy. Bao gồm đàn tơ rưng, đàn tim, khèn bè, ta lư, kết hợp bộ đệm không ba cái cổng. Giai điệu nhạc cụ được liên tưởng bởi không gian rừng núi thiên nhiên hùng vĩ của trời đất, con người nơi đây. Chương trình kính mời quý vị đại biểu ban giám khảo đến với phần thi hát dân ca bài Tan Rai, có nghĩa dệt vải. Thank you.
ta dệt cho gia đình và ông bà, cha mẹ. Bài hát Lam Rai là lời nhắn nhủ ca ngợi các cô gái phải biết kén bông che sợi, biết dệt, biết nhuộm tràm để tạo ra những chiếc váy cho bản thân, cho gia đình, làm ra những bộ trang phục thật độc đáo và đẹp mắt. Thưa quý vị đại biểu, ban giám khảo, trên sân khấu lúc này là phần thịt trình diễn bài dân ca Lam Rai qua phần thể hiện của hai nghệ nhân Y Loan và Y Thâm cùng nhóm nữ phụ họa, nhóm nghệ nhân nam diễn tấu, nhạc cụ sáo ta lư, khèn bè, đàn plin, đàn tơ rinh kết hợp với đệm cồng chiêng. Thưa quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể các đoàn nghệ nhân tham gia liên hoan văn hóa cồng chiêng xoang tỉnh Kon Tum lần thứ nhất năm 2022. Lễ hội Cha Chát là một trong lễ hội truyền thống liên quan đến công nghiệp rất đặc sắc và quan trọng. Kết thúc một năm con công sản, trong đó cha có nghĩa là ăn, còn chát theo nghĩa đen là ăn than, theo nghĩa bóng còn nghĩa là tổ chức lễ kết thúc một năm đã qua chuẩn bị than để đền công phụ cho một mùa canh tác mới hè bội thu. Oh!
Lễ hội cha cha được cộng đồng buôn làng tổ chức hàng năm khi công việc thu hoạch mùa màng trên các nương rẫy đã kết thúc và chuẩn bị cho một mùa sản xuất mới. Trước khi tổ chức lễ, hội đồng già làng họp bình xét chọn 7 thành viên trong làng đạt tiêu chuẩn quy định để lên rừng đốt than cho dân làng. Trên sân khấu lúc này là nghi thức chọn người đi lấy than, để chắc chắn những người được chọn sẽ các thần linh đồng ý già làng sẽ thực hiện một nghi thức tâm linh, đó là chọn lấy một đoạn ống nứa trẻ đôi gọi là plang tung lên để làm lễ. Sau khi tung plang, nếu hai thanh ống úp một ngửa có nghĩa những thành viên được thần linh chấp thuận, nếu hai thanh plang đều úp hoặc đều nữa thì thần linh không đồng ý. Nghi thức này được thực hiện 3 lần, chọn kết quả của lần 2 để nhận định thần linh theo luật tục. Tại buôn làng lúc này, khi mặt trời vừa nhú đỉnh núi, tất cả hội đồng bô lão bắt đầu đôn đốc bà con trong buôn làng chuẩn bị cây chuông, nghi thức kết nối với thần linh. Một nhóm người khác chuẩn bị nhà rèn để nghi thức đưa than vào lò rèn, và một số còn lại chuẩn bị chiêng trống. Các cô gái chuẩn bị giã thóc, sấy thóc, nếp, chuẩn bị rượu cần và lễ vật tế thần để buôn làng chuẩn bị lễ hội lớn của làng trong những ngày tới. Người trong hội đồng già làng dùng tù và thổi lên thông báo với buôn làng: hỡi buôn làng, các thành viên đi lấy than đã về tới buôn làng, hãy đánh trống gõ chiêng lên. Trong dịp tiếng trống tiếng chiêng dồn dập khí thế, những người đi lấy than xung quanh nhà rèn với những bước đi nặng nhọc, người hơi khom, họ vừa hô đồng thanh đưa hồn than về với buôn làng, vừa mang hàm ý giỏ than căng đầy, tượng trưng cho mùa màng năm tới bội thu. Ngay lúc này, tại không gian nhà rèn, hội người già uy tín cùng những người đi lấy than và thanh niên tập trung tham gia vào hoạt động rèn nông cụ, tượng trưng sau đó có sự xác nhận về sự bền tốt của than cũng như công việc nông cụ đã được no than.
lấy than cho buôn làng tại nhà rông. Là những người mang lại sự ấm no, bình yên cho buôn làng đã được hồi minh chọn lựa. Qua hay mang về ngày hay liệt thành cho chất ngủ lần chất lòng. Phần lễ kết thúc khi già làng mời tất cả mọi người trong buôn làng cùng ném những cái mũ được kết từ loại dây rong cleo trên lên cây nhuông để cầu lấy may mắn cho gia đình và buôn làng và họ hàng ăn uống vui vẻ, mời nhau uống rượu cần, chia sẻ với nhau những niềm vui nỗi khó nhọc trong cuộc sống. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chạy đi bên con đây, con đây đây, con đây đi bên con đây, con đây. Bên bà ơi, chọc trường bà bỏ hay nhiên ô quay mạng nọ ngay. Phần lễ kết thúc khi già làng mời tất cả mọi người trong buôn làng. Kính thưa quý vị đại biểu, ban giám khảo, lễ hội ăn than của dân tộc Sẻ Triêng là một lễ hội lớn và quy mô nhất của cộng đồng. Lễ hội không những là dịp lễ để dân làng tổng kết một mùa vụ đã qua, mà còn là lúc họ cầu mong cho thần linh phù hộ cho một vụ sản xuất mới sắp bắt đầu. Đây là một lễ hội mang tính cộng đồng, chứa đựng yếu tố tâm linh nhằm để cảm tạ các thần linh, cầu mong thần linh phù hộ cho dân làng luôn khỏe mạnh, may mắn, phát triển. Mùa màng bội thu, lễ hội còn là dịp để củng cố gắn kết tình đoàn kết trong cộng đồng làng. Đồng thời đây là dịp để mọi người cùng nhau vui chơi, ca hát, chúc tụng và hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau, là không gian bảo tồn âm nhạc cổng chiêng, các đoạn dâm nhạc cổ dân tộc và các làn điệu dân ca, những người bài hát kể ta ca tỏ. Giờ truyền thống là dịp các chàng trai chưa vợ, cô gái chưa chồng của người Sẻ Triêng được tỏ tình kết duyên lên đôi vợ chồng. Thưa quý vị đại biểu, ban giám khảo, phần thi cổng chiêng xuân của đoàn nghệ nhân dân tộc Sẻ Triêng nhóm chiêng làng Đắc Năng, xã Đắc Sục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Con Tum đến đây là kết thúc. Một lần nữa kính chúc quý vị đại biểu, ban giám khảo, các đoàn nghệ nhân về đây tham gia hội cổng chiêng xoan tỉnh Con Tum lần thứ nhất dồi dào sức khỏe, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Don't.